Sao tự nhiên anh của em lại muốn khiêu vũ vậy? Vui thôi mà em. Cuộc đàm phán của chúng ta với Mina coi như đã thắng lợi hoàn toàn rồi. Anh trai em bây giờ tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn. Anh thực sự rất mừng cho anh ấy. Ôi, ôi, xin lỗi bà xã nha. Anh dẫm chân em. Anh xin lỗi. Tại vì đã lâu rồi anh không khiêu vũ nên có chút sai sót. Hình như Sam Sam đã lén học khiêu vũ rồi, tiến bộ rất nhiều. Không còn là vua dẫm chân nữa. Nhưng mà trong mắt của anh không có ai khiêu vũ đẹp hơn em hết. Anh cũng biết nịnh quá ha. Anh đâu có nịnh đâu, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Thật ra trước đây em quá ngốc, bởi vì cứ luôn nỗ lực vì một người nào đó mà lại không chú ý tới thực ra em rất quan trọng trong lòng người khác. Anh cũng biết là em không biết khiêu vũ, vậy mà còn rủ rê em. Có phải là anh cố tình muốn làm mất mặt em không hả? Hả? Nếu giờ mà còn nói em không biết khiêu vũ, vậy có phải là anh đang xem thường em không? Ồ, thì ra là anh đã xem trộm tin nhắn của em, tin nhắn chuyển lớp của thầy dạy khiêu vũ. Đường đường là chủ tịch, vừa nhìn trộm nè, vừa đọc khẩu hình, lại xem trộm tin nhắn của người ta. Quá ra phong đặng cũng tầm thường như bao người Tiết khác Sam ha. Sam, đó là vì anh đang quan tâm em có biết không hả? Anh sẽ không để em đắc ý như vậy đâu. Sao rồi hả? Coi như hôm nay em đã giành được phần thưởng, cuối năm sẽ không từ chức nữa chứ? Xin lỗi anh, trước đây đã gây phiền phức cho anh và Kỳ Soái. Thật ra về công về tư thì tôi thấy anh Rể là người rất hoàn hảo. Cô xem, trong công ty là một ông chủ tốt, về nhà thì anh ấy cũng là một người anh tốt. Sam Sam à, tôi thấy anh ấy chắc chắn cũng sẽ là một người chồng tốt. Trước đây tôi không biết anh ấy phải đối mặt với cô đơn, nhưng bây giờ đã biết rồi. Mặc dù không thể gánh vác thay anh ấy, nhưng ít nhất anh ấy sẽ không còn một mình nữa. Vì có cô ở bên cạnh của anh ấy, tôi và Phong Nguyệt rất yên tâm. Nói thật đó. À, phải rồi, tuần sau hẹn chị họ cô cùng đi ăn bữa cơm ha. Chị họ tôi? Liễu Liễu sao? Bản kế hoạch mà Du Thừa Hạo đưa cho anh Rể tôi cũng có xem qua, ý tưởng rất là hay đó. Giám đốc Ngô, mình đừng có nghiêm túc quá mà. Không cần phải hẹn ra ngoài ăn cơm đâu. Cũng chỉ là tiền ảo thôi mà, chúng ta nên nghiên cứu kỹ một chút. Phải rồi, khi hẹn chị họ đi dùng bữa thì cô đừng nói với Du Thừa Hạo, để anh Rể muốn nghe thử ý kiến của chị đó. Bản đề án này không phải Du Thừa Hạo viết. Là tôi viết đó. Có phải có chỗ nào chưa hợp lý không? Không có. Đề án này rất hấp dẫn, tôi rất hài lòng. Nhưng tôi có một câu hỏi, khi triển khai thực hiện đề án tiền ảo này, cô chắc thành công không? Về mặt lý luận thì có, chỉ cần có thể mở rộng danh tiếng, loại bỏ sự bất an và băn khoăn của người tiêu dùng, khi đó khái niệm tiền ảo này có thể thay đổi hoàn toàn theo thói quen chi tiêu của mọi người. Có điều tôi không dám chắc, bởi vì Du Thừa Hạo có thật lòng muốn làm tốt dự án này hay không. Vì vậy đối với việc đầu tư lần này, tôi chỉ có một điều kiện, chính là người phụ trách bên công ty phải là cô. Tôi? Không được, không được đâu. Ở trong công ty có rất nhiều cấp trên tài giỏi, họ có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, lại là người từng trải nữa, nên sẽ làm tốt hơn tôi nhiều. Bản đề án này là do cô viết, ý tôi là về những chi tiết nhỏ sẽ không ai nắm rõ hơn cô, không ai hiểu Du Thừa Hạo hơn cô. Tôi nghĩ trong lòng cô có thể hiểu được, đây là một cơ hội vô cùng tốt đối với cô. Một khi thành công, đó chính là thành tựu lớn. Từ đó sự nghiệp của cô, cuộc đời của cô sẽ nằm vững trong tay cô. Tôi, Phong Nguyệt và Ngôn Thanh, chúng tôi sẽ đầu tư tổng cộng là 10 triệu nhân dân tệ. Chỉ cần cô đồng ý yêu cầu của tôi, tôi không quan tâm Du Thừa Hạo có vai trò gì trong công ty cô,
hoặc là anh ta không tồn tại trong dự án này. Mười triệu anh? Nhiều như vậy sao? Dạ được, tôi hiểu rồi. Chuyện gì vậy? Phong Đăng à, thực ra anh không còn đầu tư cho Liễu Liễu đâu. Anh đừng vì em. Không phải vì Liễu Liễu là chị họ của em mà anh ném tiền qua cửa sổ đâu. Hả? Anh đã xem qua bản đề án này rồi. Cô ấy có thể đi sâu và làm đơn giản vấn đề phức tạp như khái niệm tiền ảo, hơn nữa làm rất hoàn chỉnh phần đánh giá rủi ro. Đó là chuyện không dễ dàng gì. Nếu như chúng ta không hợp tác với cô ấy lần này là một tổn thất đối với tập đoàn. Đề án này thực sự tốt như vậy sao? Nhưng mà nếu lỡ như thất bại thì sao đây? Anh, Phong Nguyệt, còn cả Ngôn Thanh và tiền của mọi người nữa. Em phải biết mọi vụ đầu tư đều cần sự mạo hiểm. Anh tin là chị họ của em cũng hiểu rõ. Nhưng mà dù có hiểu thì cũng không gánh nổi đâu. 10 triệu lận đó. Nhưng 10 triệu này có thể thay đổi rất nhiều thứ. Liễu Liễu có thể thoát khỏi mẹ cô ấy và Du Thừa Hào, có thể thay đổi vận mệnh cả cuộc đời, có đúng không? Anh là anh làm gì điều này sao? Đây chỉ là giá trị thặng dư. Anh là người làm ăn, sẽ không làm chuyện không có lợi ích. Nhưng mà nếu thất bại thì sao? Nếu thất bại thì Liễu Liễu không thể ngẩng đầu lên trước mặt mẹ cô ấy và cả Du Thừa Hạo nữa. Cô ấy là người thông minh. Anh tin là cô ấy biết sự hợp tác lần này quan trọng với cô ấy như thế nào. Đừng lo lắng nữa. Nếu như 10 triệu bị thua lỗ, vậy thì sao? Lấy em để trừ nợ. Em đáng giá vậy sao? Tiếc Sam Sam nhà chúng ta là báu vật vô giá, có phải không? Thật sao? Phong Đăng nói vậy hả? Anh ấy rất tán thưởng đề án của cậu, còn liên tục khen ngợi nữa. Trước đây mình chưa từng nghĩ cuộc đời của Liễu Liễu này lại có thể gặp được một quý nhân lớn như vậy. Mình còn tưởng rằng suốt cuộc đời này chỉ có thể thoát khỏi cái hố của mẹ mình, rồi lại rơi vào cái hố của Du Thừa Hạo, không thể ngóc đầu dậy nổi chứ. Sam Sam à, cảm ơn cậu. Cậu cũng là quý nhân của mình đó. Mình có giúp gì cho cậu đâu, sao có thể gọi là quý nhân được. Là do cậu là người rất giỏi, rất có năng lực. Chúc mừng cậu. Nếu như không phải cậu quen Phong Đăng, mình cũng không thể có cơ hội tốt như vậy đâu. Dù sao, bắt đầu từ bây giờ, mình cũng sẽ không để Du Thừa Hạo ăn hiếp mình nữa. Mình phải vì bản thân mà tạo ra con đường hoàn toàn mới, và phải chứng minh cho Phong Đăng thấy sự tin tưởng của anh ấy là chính xác. Liễu Liễu, cố lên, cố lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.